Thưa quý vị, theo nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn COVID-19, Chính phủ quy định người dân chỉ bị hạn chế đi lại khi đến từ địa bàn cấp 4. Tuy nhiên, như chúng tôi đã phản ánh, những ngày vừa qua thì nhiều tỉnh thành vẫn làm trái chỉ đạo của Chính phủ. Khi áp dụng quy định kiểm soát người ra vào địa bàn, thông báo không tiếp nhận người đến từ địa bàn cấp 3, cấp 4 và khu phong tỏa. Trường hợp đặc biệt từ địa bàn cấp 3, cấp 4 vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, kèm theo giấy tờ chứng minh mục đích đi lại. Và đến ngày hôm nay, nhiều địa phương đã khắc phục được tình trạng kiểm soát sai quy định này, thay đổi việc kiểm soát người ra vào địa bàn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại Nam Định và Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Tân Đệ thuộc địa phận tỉnh Thái Bình. Theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả người dân và các phương tiện qua lại nơi đây chỉ phải khai báo y tế hoặc quét mã QR code theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 128 của Chính phủ vừa mới ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2021. Ngày 15 tháng 10, tỉnh Thái Bình thông báo không tiếp nhận người đến từ địa bàn cấp 3, cấp 4 và khu phong tỏa. Trường hợp đặc biệt từ địa bàn cấp 3, cấp 4 vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, kèm theo giấy tờ chứng minh mục đích đi lại. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên kênh VTC16, cho đến ngày hôm nay, tỉnh Thái Bình hiện đã áp dụng những tiêu chí của Nghị quyết 128 mà Chính phủ đã ban hành. Song song với đó là chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan. Thì Thái Bình vẫn thực hiện nghiêm, cũng không lơi là buông lỏng mà dịch bệnh, đặc biệt là người ra vào tỉnh Thái Bình chỉ cần chứng minh thư nhân dân và khai báo y tế. Sau đó là chúng tôi sẽ hướng dẫn người ta về địa phương để khai báo y tế, và địa phương phải có trách nhiệm là sẽ hướng dẫn người ta cách ly như thế nào, theo dõi sức khỏe như nào, theo nhóm đối tượng phân loại. Còn tại tỉnh Nam Định, cũng không còn tái diễn tình trạng kiểm tra giấy xét nghiệm của người dân từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Toàn bộ các chiến sĩ công an tại đây đang phân luồng, hướng dẫn cho toàn bộ phương tiện lưu thông thuận lợi qua địa phương. Dĩ nhiên là sướng hơn trước rồi, trước kia thì phải xét nghiệm với giấy tờ, nhưng bây giờ không có là sướng hơn trước rồi, nó đỡ hơn, công việc nó thông hành thông hơn. Thì hôm nay là chú chỉ đưa chứng minh thư là chú đi thôi. Thì bây giờ thì nhà nước bỏ cái test đi rồi thì bọn em nó đi đường, nó thứ nhất là khỏi phải lên xuống khai báo, thứ hai nữa là nó cũng đỡ cái tiền chi phí đi lại đi. Nghị quyết 128 của Chính phủ đã nêu rõ, các địa phương chỉ được áp dụng biện pháp cụ thể bổ sung nhưng không được làm trái với nghị quyết và gây ách tắc giao thông, trở ngại đời sống của người dân. Do đó, các địa phương cần nghiêm túc thực hiện đánh giá cấp độ dịch từ quy mô cấp xã và thấp hơn để đảm bảo vận tải được lưu thông đơn giản, an toàn, tránh tình trạng ngăn sông cấm chợ tại các chốt, các cửa ngõ, cản trở việc phát triển kinh tế của người dân và các địa phương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bộ Y tế có công văn đề nghị thành phố Hà Nội phối hợp để Bệnh viện Việt Đức thực hiện khám chữa bệnh trở lại từ 0 giờ ngày mai, ngày 18 tháng 10, sau 17 ngày ngừng khám chữa bệnh vì phát hiện chùm ca COVID-19. Cụ thể, Bộ Y tế đã có công văn gửi Hà Nội và các tỉnh thành phố đề nghị phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa bệnh viện trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ 0 giờ ngày 18 tháng 10, sau một thời gian ngừng thực hiện khám chữa bệnh vì phát hiện chùm ca COVID-19. Trước đó, ngày 15 tháng 10, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế đã đến làm việc đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch của bệnh viện, đánh giá bệnh viện đã nỗ lực trong phòng chống dịch thời gian qua, phối hợp với các đơn vị đã ngăn chặn được chùm ca bệnh SARS-CoV-2 trong bệnh viện. Bệnh viện đã lập kế hoạch thông báo hết dịch và kế hoạch đón người bệnh theo phương án. Bệnh viện hoạt động tách đôi, có vùng đệm, vùng sạch, khử khuẩn lại các khu vực trong bệnh viện để trước khi quay trở lại làm việc, tiếp nhận người bệnh mới. Bệnh viện cũng đề xuất được tháo gỡ chốt phong tỏa tầng 7 và tầng 8 nhà D khi đủ thời gian 14 ngày. Vâng, thưa quý vị, trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng yêu cầu rà soát danh sách người trên 18 tuổi đang cư trú trên địa bàn, thống kê số liệu người đã tiêm mũi 1, số người đã tiêm mũi 2, số người chưa tiêm mũi 2, và đặc biệt là trong nhóm chưa tiêm mũi 2 thì cần làm rõ lý do như là đã nhiễm COVID-19 nên phải hoãn tiêm, không còn ở nơi cư trú hay là tiêm nơi khác. Quy định hiện nay khoảng cách giữa hai mũi tiêm AstraZeneca tối thiểu là 6 tuần, Pfizer là 3 tuần, Moderna là 4 tuần và Verocell là 3 tuần. Theo đó, người dân đủ thời gian tiêm mũi 2 có thể chủ động đến điểm tiêm đăng ký, không phân biệt thường trú, tạm trú, chỉ cần là người đang cư trú đều sẽ được tiêm chủng đầy đủ.
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng, trong đó áp dụng nhiều hình thức thông tin đến người dân về kế hoạch tiêm chủng, lịch tiêm chủng, mời gọi người dân đến tiêm mũi 1 và mũi 2. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, hiện số lượng vaccine dự trù để tiêm mũi 2 đã có đủ. Để nhanh chóng có thể trở lại trạng thái bình thường mới, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ 2 liều vaccine cho người dân cư trú trên địa bàn. Thưa quý vị, trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10, thì thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm vaccine Sputnik V của Nga cho người dân trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tiêm loại vaccine này. Thành phố Thủ Đức tổ chức tiêm vaccine này tại 3 địa điểm là Trung tâm Y tế khu vực 2, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và Bệnh viện Bưu điện. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đề nghị người dân khi đi tiêm chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận tiêm mũi 1 nếu có. Thành phố Thủ Đức nhận được 10.000 liều vaccine này và đã triển khai thông báo cho các phường trên địa bàn. Nếu những ai chưa tiêm mũi 1 thì đến các khu vực nói trên để tiêm. Tuy nhiên, số lượng người đăng ký tiêm vaccine Sputnik V còn ít. Hiện trên địa bàn thành phố Thủ Đức còn khoảng 1-2% số người chưa tiêm mũi 1 vì nhiều lý do. Lịch tiêm vaccine Sputnik V là 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, vaccine Sputnik V đạt hiệu quả lên tới 91,6%. Vaccine Sputnik V được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 23 tháng 3. Sputnik V do Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga sản xuất được cấp phép sử dụng tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thưa quý vị, một con số vừa được Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố khiến chúng ta phải quan tâm. Đó là trung bình mỗi tháng đường dây 111 của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em tiếp nhận 30.000 cuộc gọi. Đặc biệt trong những tháng gần đây, con số này tăng lên tới 40-50.000 cuộc một tháng, chủ yếu liên quan đến dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ sức khỏe cho trẻ em. Rất nhiều trẻ em đã gặp các vấn đề về tâm lý trong thời gian vừa qua, trong đó thì việc học online chiếm nhiều thời gian là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Tính từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, số cuộc gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 đã vượt mốc 500.000 cuộc. Đặc biệt trong những tháng gần đây, mỗi tháng Tổng đài 111 tiếp nhận từ 40.000 đến 50.000 cuộc gọi đến. Trong số các vướng mắc các tổng đài viên tiếp nhận thì việc học online đã gây ra nhiều căng thẳng cho trẻ em, trẻ dễ gặp các vấn đề về tâm lý tiêu cực. Khi mà trẻ không được giao lưu, không được có những cái vận động, không có được những cái giải trí thì rõ ràng là các em ấy sẽ có những cái bức xúc khó chịu, dễ cáu gắt, thiếu cái sự hợp tác đối với cả những cái người lớn và sự chăm sóc. Thời gian qua, rất nhiều phụ huynh than phiền về việc con em của mình phải học online quá nhiều thời gian trong một ngày, trẻ không có thời gian vận động thể chất. Bên cạnh đó, việc học online kéo dài dễ gây ra các bất cập nảy sinh như là trẻ mệt mỏi, căng thẳng, có trẻ lại sao nhãng việc học, dễ tiếp cận những nội dung xấu độc trên mạng xã hội. Trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, việc dạy học online là cần thiết, nhưng phải có những nghiên cứu và đầu tư nghiêm túc cho vấn đề này. Đó là vấn đề làm thế nào, kỹ năng của từng thầy cô giáo, rồi là các tài liệu đang từ tài liệu giấy viết chuyển sang tài liệu trực tuyến, tài liệu online thì phải như thế nào cho phù hợp. Đấy, trình độ của các thầy cô giáo khi dạy các con ra làm sao. Chưa nói rằng Việt Nam ta hầu hết toàn bộ ngành giáo dục chưa quan tâm đến tâm lý trẻ em, cho nên đã xảy ra bạo lực học đường khủng khiếp trong thời gian vừa rồi. Theo ông Nguyễn Trọng An, nếu trẻ bị những sang chấn về tâm lý kéo dài thì dẫn đến rối nhiễu tâm trí, tức là có vấn đề về sức khỏe tâm thần và dẫn đến tình trạng trầm cảm. Nếu không được phát hiện và kịp thời can thiệp điều trị thì sẽ rất nguy hiểm cho trẻ.